đánh CC gì vậy ba? Bố mày chắc cần win. Thua rồi. Cái boss chúng ta đánh ảo một boss luôn nhưng mà chúng ta thua. Top mid rừng. Tôi miếng cũng trầm cảm lắm nhỉ. Hai cút nữa rồi. Đánh CC gì vậy ba? Bố mày chắc cần win. Thua rồi. Cái boss chúng ta đánh ảo một boss luôn nhưng mà chúng ta thua. Top mid rừng. 2 very boring minutes later.
Nhưng là chúng ta ảo bóp này. Ảo bóp nó vẫn thua. À, nhưng này ảo bóp đã, ảo bóp rõ ràng đã. Thế rồi. Có hay sự trong một tí nào các bạn, có muốn tối qua mình làm. Chả thấy kênh này like sáng nhỉ. Trời ơi. Đã hiến luôn mọi người. Sắp đi lên nè. Oh. Đi về, không nghĩ tham đánh lại nó vậy. Ui, ui, ui. Vậy thì không lời. Thôi ẩu, nhà bé nó ẩu ha. Later. Mình dở cái dạng mình không ăn được Maroon. Bùi Huy Khải, cố gánh như trận chiều nay vậy. What the dog doing? Bé, 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 lui qua cái. Rồi xuống đây FB này. Anh xuống đây FB này, xuống đây FB giùm em với. Đánh hay mà tim giờ cây cây cây.